Hey, xin chào mọi người. Hôm qua mình mới đăng một cái status trong một cái group cộng đồng phim bằng Premiere Việt Nam, thì cũng nhận được một vài câu hỏi khá thú vị. Em muốn học cái gì ta? Em muốn học dựng phim thì nên học ở trung tâm hay là tự học? Thì mình nói với các bạn như thế này: các bạn có thể học ở trung tâm và cũng có thể là tự học, nhưng điều quan trọng ở đây là cái nghề này bắt buộc các bạn học liên tục, và ngày nào cũng phải học, và không có ai gọi là giỏi trong nghề này cả, tại vì công nghệ nó update thường xuyên, và cái dựng phim nó cũng rất là nhiều mảng, chứ không phải là dựng phim dài, phim ngắn, phim điện dược, phim tàng hình, phim cà dược, phim quảng cáo, phim sitcom, MV, viral. Nó rất là nhiều. Nhưng mà cái clip này thì mình hướng dẫn các bạn dựng những cái clip đơn giản, có thể là những cái clip kỷ niệm của các bạn. Có những cái hoặc là những cái clip bạn bỗng bỗng nhiên hứng lên đi quay về không biết làm sao show, hoặc là dựng những cái clip behind the scene, những cái cảnh gì đó vui nhộn thôi. Thì tức là gọi gọi nó tóm lại là mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng những cái clip đơn giản đầu tiên để bước vào cái dựng clip. Thì các bạn cần cái gì? Cần thứ nhất là nội dung, tức là các bạn sẽ sắp xếp suột như thế nào thì các bạn phải định hình trước, chứ công cụ này nó không có tự sắp xếp cho mình đâu, không phải là dùng nguyên một đống vô cái nó ra đồ hay đâu, mình phải tự làm hết, làm bằng con chim và khối óc đấy. Rồi bây giờ đây là phần mềm Premiere, thì điều đầu tiên mình chưa có cái project nào hết thì bắt buộc mình phải tạo một cái project mà mình đặt tên nó là mình đặt tên nó là ABC ha. Rồi cái công đoạn quan trọng nhất, đa số những cái máy dựng phim thì những cái máy dựng phim thì cấu hình à quên tức là những cái máy dựng phim thì dựng clip thì tối thiểu thì cũng phải con 5 đời 4, chứ đừng có dựng bằng mấy con Core i3 mấy con đó, má giờ nó chỉ để coi YouTube thôi, nhiều lúc coi YouTube nó còn lắc lắc. Thì đó, những cái máy tối thiểu là như vậy. Còn các bạn có tiền thì theo mình thấy nên đầu tư PC, chứ lab nó không có giải quyết được vấn đề gì hết. Thì ở ở đây cái ổ lưu project của mình, tất cả các tác vụ trên project của mình thì mình lưu vào một cái ổ khác, chứ đừng có lưu vào cái ổ sai tầm để nó chạy độc lập cho nó tức là tác vụ nó chạy cái phần mềm data nó chạy một ổ, và cái phần mềm thì nó chạy bên ổ khác, thì nó sẽ khiến cho máy bạn châu chó hơn. Rồi kiếm rồi mà vào tường đi, thì cái này mình cũng đã dựng sẵn một cái rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ dựng lại để cho các bạn thấy nó hay ho chỗ nào. Ơi, máy nào có kẹt màn hình thì làm ơn chọn playback bằng cái GPU, còn không có thì nó tự động là không có. Rồi ở cái capture format gì đó thì mình hay để HDTV, nhưng cái thông số các bạn muốn hiểu những cái thông số này là cái gì, display format rồi audio capture nó là cái gì thì rất là dễ, lên Google gõ tự tìm hiểu, nó sẽ nhớ lâu hơn và nhớ dài hơn và dễ hiểu hơn. Rồi sau khi chọn xong mình sẽ ok. Chờ xíu, nó sẽ hiện lên. Thì thường là khi các bạn cài mới
cài mới cái Premiere này thì nó sẽ hiện lên cho các bạn cái giao diện editing hoặc cái giao diện learning hay là standard gì đó. Thì nói chung là các bạn có thể như thế này. Thứ nhất là mình đưa con chuột vào những cái khe của các tab thì mình có thể kéo nó qua, kéo nó lại, kéo nó tới, kéo nó lui về đây. Hay mình có thể kéo trước mắt vào thì mình phải sắp xếp cái giao diện của mình cho nó đẹp cái đã, làm cho nó dễ. Rồi mình phải tìm được cái, tức là cái ô project ở trong cái phần editing đây nè, mặc định nó là sẽ như thế này. Rồi để mình tìm cái đầu tiên đi, thì nó sẽ project ở đây, thì mình sẽ import tất cả các file vào đây. Nhưng mà đối với cái layout này mình không có quen, mình quen làm cái layout của mình rồi, thì mình sẽ nắm cái project này, đặt nó qua bên này, đẩy nó lên trên cái khung ở hàng trên này, thì mặc định nó sẽ nằm cho mình dễ thao tác hơn. Còn cái mấy cái đồ yêu này không quan trọng lắm, đóng nó lại đi cho nó rộng khung hình. Ở đây mình sẽ thả sụp vào đây. Đó, có ba cách, có rất là nhiều cách thả sụp. Import thì có thể là nhấp đúp vào cái ô như thế này nó hiện lên, rồi tìm file nhét vô. Hai là control y á. Ba là vô đây, vô file, import đâu rồi, đây import. Bốn là cách mình hay làm, phục tịch của mình đâu, đây cầm cái folder này, đặt nó vô, đặt nó vô đây, chạy. Trong thời gian chờ nó chạy thì mình sẽ nói về dựng clip là gì. Dựng clip là sắp xếp biên tập lại những cái sụt quay, những cái file video lại cho nó hay ho, cho nó thành theo cái ý của bạn muốn. Thế thôi. Còn trước khi những cái sụt dựng, cái footage của mình á, làm quay từ rất là nhiều máy Canon, Sony, rồi từ lưa, tùm lum, tà la hết. Đó thì theo mình thấy nha, mình cái này là mình chia sẻ với anh em chứ mình cũng không có dạy, và mục đích mình làm cái clip này để chia sẻ kiến thức chứ không phải là để kêu gọi subscribe hay là like hay share hay là để mở lớp dạy hay là để quần què để PR cái công việc mình đang làm. Không hề, mình không có PR bất cứ cái thứ gì trong này hết. Trong này mang mục đích chia sẻ, tại vì tôi là tín đồ của hàng free, tôi thích những cái gì đó miễn phí. Thì khi mà mình đã thích những cái gì đó miễn phí và mình đã sử dụng nó miễn phí thì đây là cái lúc tôi trả lại cho các bạn kiến thức miễn phí. Các bạn cố gắng lắng nghe mình nói một chút xíu, tại vì ở cái khu này mình ở ngay ngã tư Hai Bà Trưng với Điện Biên Phủ, thì mỗi lần mà xe cấp cứu nó đi ngang mà máy đang ngủ phải tỉnh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ check sụp nó để cho nó chạy xong mấy cái file này cái đã, rồi nó playback nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Lúc đó mình sẽ đi kiếm nhạc. Rồi, nhạc thì các bạn có thể lên cái thư viện nhạc của YouTube, sử dụng cái nhạc đó thì nó sẽ ok cho các bạn hơn. Nó sẽ không có bị bản quyền, và bạn muốn up đi cái chỗ đéo nó cũng được, tại vì cái nhạc của mình đủ rồi. Cho mình xíu nhau để mình đi kiếm nhạc rồi đó. Ở đâu? Đi quán đâu đó? Đi quán đó. Đây.
cái này cái mình quay tùm lum tùm lưa tùm lao của vẫn rất là nhiều, quay cuối xu đâu ra dục đâu ra. À đây rồi, đồ là đúng. Mình thích bài này, tiết tấu nó ok rõ ràng để cho các bạn dễ follow, là mình sẽ thay nó vào đây, mình cũng đáp nó vô thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ tạo một cái sequence. Sequence tức là một cái bảng dựng ở trong một cái project, các bạn nên hiểu như vậy. Đó là khi mà các bạn quay giống như quay sản phẩm đi, hoặc là quay sản phẩm đi, một loạt một lốc sản phẩm này hôm đó, các bạn quay mỗi sản phẩm là một clip khoảng 6 giây 10 giây gì đó, thì các bạn nên tạo một project và tạo nhiều sequence thì các bạn dễ không không có bị bỏ sót file và nó làm nhanh hơn. Như thế nào đó thì các bạn có thể copy ba cái link trên lăng tay để tạo một cái sequence. Các bạn có thể nhấn Ctrl N, các bạn có thể nhấn Ctrl N thì nó sẽ hướng dẫn ở trong này hết. Và các bạn vào phần New, một cái project này nó có viết tắt hết nè, sequence Ctrl N đó. Thì và còn cách nữa là các bạn có thể cầm cái sụt này đáp vô thì nó sẽ giữ lại cái thông số frame rate, khung hình, tất cả mọi thứ khi mà các bạn xét quay, nó sẽ giữ lại cho các bạn như vậy. Giống như cái này là mình quay 4K, ok rồi. Cái xe đây đây, xe quên, các bạn có thể sử dụng viết tắt Ctrl N, đó là một bước. Hai là các bạn vào File và New và một cái nhấp nhấp vào đây thì nó sẽ hiện lên cho các bạn thông số. Còn hiện lên các bạn thông số đó thì thực sự các bạn thông số ở trong nó rất là nhiều thứ, các bạn sẽ hiểu thế nào về frame rate rồi về khung hình, thì cái đó mình nghĩ là các bạn nên tự lên Google tìm hiểu, nó đơn giản lắm. Frame rate là gì, khung hình là gì, tùm lum nhưng mà đối với những người mà dựng cái clip đơn giản mà dựng để làm kỷ niệm thì cũng mình nghĩ là không có cái đó, nó cũng không có cần thiết lắm, các bạn cũng không quá quan trọng. Đấy, cứ cầm sụt đát vô thế này nó sẽ hiện lên cho mình, ồ là lá tên nó đây, các bạn có thể nhấp vào đây đổi tên nó. À không, sorry, khi các bạn nhấp đứt vào cái chữ này nó sẽ full khung hình. Thì bây giờ các bạn sẽ vào đây đổi tên nó, PC đi, nó là đây. Thì hút trong hơi thuốc đây là dùng phí. Khi các bạn ở đây là cái ô để mình play cái sụt, mẹ nó lại bắt còi. Đây là cái ô để mình play cái sụt bên này, và đây cái ô program để mình sẽ play cái phần ở timeline này thôi. Thì khi mà các bạn tìm sụt có rất là nhiều cách để các bạn biên tập sụt. Đối với mình thì mình quen nhấp đứt vào cái sụt thì nó sẽ hiện lên này, và viết tắt nó là IO, mark in, mark out, đánh dấu điểm đầu và điểm cuối. Hoặc ở trên này nó sẽ có đây, chọn mark in và kéo ở đây mark out, là mình sẽ chọn đúng cái khúc sụt đó. Và ở trong ở dưới cái phần video này, ở ngay cái hand mình đang chỉ ở đây, thì nó chỉ đáp mỗi cái video thôi, còn bên này nó chỉ đáp mỗi cái audio thôi. Các bạn có thể nắm ở đây hoặc là nắm ở đây để đáp hết. Các bạn nắm ở đây thì đáp mỗi video, các bạn nắm ở đây có thể đáp mỗi audio. Rồi đây là một cái layout video 1, video 2, video 3. Thì làm sao để có video 4?
các bạn dễ, chỉ cần đặt lên đây hiện lên video 4 thôi hoặc audio tương tự. Rồi, vậy nha, bây giờ mình sẽ thả sụt cái nhạc vào cái đã. Có nhạc dựng nó mới hưng phấn xong rồi hưng phấn luôn. Mình sẽ nhấp đứt vào và cái nút không to không nhỏ, khi mà các bạn cái khung xanh nó hiện lên ở ô nào thì các bạn chỉ làm việc được trong ô đó thôi, nôm na là vậy. Rồi, các bạn có thể nhấn IO để phóng to thu nhỏ, hoặc là cầm cái thanh này kéo cái thanh ở dưới đây ha. Đây là đồng hồ thời gian gì đó, các bạn xài từ từ, các bạn sẽ ngộ ra là nó sử dụng cái gì. Chỉ lấy đúng cái khúc nhạc này thôi, chứ mình không có lấy nhiều, không có thời gian để dựng cho các bạn đâu. Thì khi mà các bạn thảy vào đây thì nó sẽ đè. Đây, ví dụ như các bạn thảy lên cái phần audio của cái clip thì nó sẽ đè, nó sẽ xóa luôn phần audio đó. Thì mình muốn giữ lại phần audio đó thì mình kéo đáp nó xuống cái phần dưới. Rồi, cái đoạn đầu tiên là cái đoạn như thế này. Mình xóa cái clip hồi nãy mình đáp vô đi. Rồi mình sẽ đi tìm cái. Đây, mình sẽ chọn đúng cái khúc mình muốn là ở đây. Đây, mình sẽ cái khúc mình muốn sẽ nằm ở đây. Rồi, đó, mình chỉ lấy đến khúc đó thôi. Rồi mình đá cả hai xuống. Và mình sẽ khi các bạn zoom to lên thì các bạn nhấn vào zoom to lên sẽ thấy được cái phần sóng âm thanh, cái waveform của âm thanh. Thì khi các bạn nhấp ở giữa các sụp này nó sẽ có một khoảng trống như thế này. Thì làm sao để xóa cái khoảng trống đó, các bạn có thể kéo này vô nhưng nó sẽ không chính xác lắm. Nếu như các bạn muốn đưa nó về đầu thì nhấp vào khoảng trống và chuột phải ripple delete, hoặc là nhấn delete, hoặc là nhấn backspace thì nó sẽ xóa. Rồi, tiếp theo là cái đoạn nhạc nữa. Thì khi các bạn zoom to lên, các bạn có thể nhấp đứt vào đây hoặc là xoay chuột nhấp đứt vào đây để cho nó phóng to cái phần audio ra. Rồi, đây là cái đường live âm thanh ở đây, dB3. Mình muốn -3. Khi mà các bạn nghe á, âm thanh mà nó nhảy lên cái phần vàng như thế này nè. Các bạn để ý cái khung này nha, âm thanh nhảy lên đỏ vàng thì nghe trên các thiết bị khác nó sẽ bị rè. Đây. Đó. Nó sẽ bị rè. Thì mình chỉ nên để làm sao đó cho nó âm thanh nó đừng có nhảy qua mấy cái màu vàng đó. Các bạn có thể kéo cái chỉ này, hoặc là có thể các bạn nhấn phím tắt G, phím tắt mặc định của nó. Rồi set audio mình có thể -2. Đó, thì các làm sao để biết được phím tắt nào làm gì thì control altk. Cái phím Q và phím W này thì các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều, xóa đầu hoặc là xóa cuối gì đó. Thì từ từ làm nhiều đi, các bạn sẽ quen được phần này. Mới đầu vô giới thiệu cái đống này chắc ngợp chứ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ thành cái sụt. Đó, thì vừa mới thành. Rồi, mình sẽ kiếm một cái sụt khác, mình thả vô cho nó thú vị. Có thể là chim, là chim lồng hoặc chim trời, mình thích cả hai. Rồi, đoạn này nó khá dài tại vì mình cắm máy khá lâu.
rồi mình sẽ lấy cái câu hỏi đây. Này đây. Đây thì chỉ lấy đúng phút này thôi, nó khá dài. Thì mình sẽ đáp mỗi cái video xuống. Và ở trên có cái phím R. Đây, Grab Tool gì đó. Thì nó sẽ thay thế cho cái phần các bạn nhấn chuột phải, các bạn speed. Đó. Thay vì speed trong này, cái mặc định của nó là 100%, mình có thể tăng lên 1000 mấy ngàn gì đó, tăng maximum như nào, không cho tăng nữa thì thôi. Còn mình sử dụng phím R. Đây, phím R nè. Phím gì thì mình sẽ vô mình coi. Phím R của mình là Press Tag Tool, thì nó sẽ gọi là giảm cái tăng tốc cái clip đó lên cho nó nhanh, cho nó chạy cho nó nhanh, thì mình sẽ tăng tốc lên đúng cái nhịp nhạc nó rơi. Ví dụ như đây mình thích nó rơi, nếu mà nghe cái này thì thật sự phải nghe nhạc rất là nhiều để biết cái nhịp nhạc nó rơi vào đâu, thì mình sẽ dựng nó như thế nào. Đây mình sẽ đưa vào đầu sụp, mình kéo nó vào đây thì mình thích nó rơi ở đây. Khi các bạn thấy cái sụp Full HD và 4K thì nó sẽ bị cái khung đen. Có rất là nhiều cách, các bạn có thể vào cái control và cái tab kế bên, các bạn tăng nó lên, tăng cái scale nó lên 150. Ở đâu? 150 chúng ta không được, 175 hay 200 gì đó, 200 chứ. Ừ, 200 thì nó sẽ full khung cho mình. Rồi. Rồi đến bây giờ là chim lồng. Mình sẽ lấy cái đoạn rồi, chim trời và chim lồng nó sẽ có hai hình ảnh. Thì mình cũng cho nó rơi vào đúng nhịp nhạc thôi. Phím tắt nó là phím V đây nè. Select Tool nè. Đấy. Thì mình sẽ phóng bự nó ra để mình đưa vào cuối này, mình cắt. Cái này là cắt nha. Hoặc là có thể các bạn sử dụng cái phím C này, Grab Tool này để cắt. Đấy, mình thích như thế này. Còn cái phím B á, cái phím B là ví dụ như các bạn muốn kéo sụt về bên này đó, các bạn thu sụt trước thì sụt sau nó sẽ tự nó dài ra để nó liền nhau chứ nó không phải mất công cho các bạn. Rồi, vô. Đây là một chuột Full HD nữa, kệ bà nó, từ từ. Rồi, tiếp theo là mình kiếm sụp khác nó vui hơn. Sụp đây, ngộ đây. Đây. Cái nữa. Đây. Cô gái này từ từ đi. Rồi đây cái cảnh hai chiếc ghe nối đuôi nhau này, nó rất là dài luôn. Cái này ghe chạy chậm thì nó sẽ bị dài. Đây, mình sẽ kéo, mình sẽ cầm cái này, mình kéo đến cái đoạn ghe nó tới đây, mình sẽ ho nó, mặc áo nó, đáp video xuống. Cái video thôi, on the video thôi, và sẽ nhấn phím R. Mình sẽ thu ngắn nó lại để cho nó ra cái hiệu ứng gọi là timelapse. Thì timelapse nó còn một cái hiệu ứng nữa. Tí nữa xong cái này đi mình chỉ cho. Đây mình sẽ cho nó rơi đúng cái nhịp ở đây. Rồi và một chiếc ghe cô đơn. Chiếc ghe cô đơn. Đây, lại chụp lấy đúng cái đó thôi. Rồi mình cũng cho nó vào những chữ V nha, chuyển về cái rác tuôn này nè, rồi mình cắt nó hoặc là chữ C mình cắt nó ở đây và delete nó ở đây. Đấy. Rồi bây giờ các bạn thử coi playback nè. Oh,
Rồi cái đoạn mà chiếc ghe nó hơi bị ít thì mình sẽ kéo nó dài ra. Rồi bằng cách những cái V mình đưa tay con chuột vào cuối để cho nó hiện lên cái phần trên đỏ này, sẽ kéo nó dài ra ở đây, nó sẽ rơi đúng cái nhịp nhạc thôi. Đấy, thì nó sẽ đứng hơn. Rồi cái tiếp theo là thịt cảnh này. Những con người đẩy cái hướng lên, mình có thể chọn điểm đầu đây nè, 2 3 lên xong, cái còn cái nữa nó đẹp hơn, 2 3 lên. Đấy. Sẽ chọn đúng cái khúc này mình phải xuống, nó sẽ như thế này. À không, à, mình sẽ không lấy sụt này mà mình phải cái sụt quấn đờm này đi. Đấy. Nó sẽ có cái đoạn nó bấm. Đây. Đấy, mình sẽ lấy đúng cái đoạn nó bấm để mình đẩy vô đây. Nhưng mà đoạn này mình sẽ không lấy nhiều, mình chỉ lấy một đoạn thôi để giấu đi cái phần. Đấy. Rồi, có cái đoạn nó bấm dài, không đẹp lắm. Đây. Chỗ này. Đấy. Đâu hả? À, đây nữa. Được, khúc này bấm nó cũng không có bị vô nhạc. Mình đang kiếm một cái khúc mà nó bấm nó vô nhạc. Đây nè, đây nè. Đấy, vô nhạc luôn con. Má mày. Đấy, nó cũng khá khá rồi đấy. Thì mình sẽ có cái phím ALT qua phải qua trái, nó là sẽ giúp cho mình từng frame. Đối với những các bạn phải đồng bộ tiếng hoặc là dựng MV thì thường thường sử dụng này nhiều. Đấy. Hai, tiếp theo nữa là mình thích cảnh này. Làm sao để các bạn biết được cái đoạn action đó nó rơi vào điểm nào thì đây là khúc nhạc nè. Và theo mình làm nhiều rồi thì nó sẽ nằm ở đâu giữa giữa, nó đóng cái là chuyển nhạc. Không, đóng cái là chuyển qua khúc khác. Rồi, và đây là hình cô gái quay mặt lại. Cô gái đâu? Các bạn thông cảm nha. Mình không quen nói một cái, nói chung nói nhiều nó sẽ bị khan tiếng. Nên mình cũng hạn chế nói lớn. Khan tiếng một cái rất là mệt. Mùa này mà ho đó là rất là dễ bị kỳ thị. Nó đây. Nên mình sẽ cho nó rơi vào đây. Kiểu như thế này. À không, lấy cái này ra. Này mình sẽ lấy đứng khúc cô ấy quay lại. Đấy. Đấy, thì mình đã hạ sụp xong một cái đoạn
một cái khúc, một cái khu nhạc, cái khu intro đầu tiên, và cái tiếp theo nó cũng đơn giản như vậy thôi, nó cũng sẽ có nhịp. Ta đang kiếm cho con đi một hàng đông mọi người sau lưng vậy, trên cùng bố những đau thương đó thì cái kiểu mình sẽ chuyển cảnh như thế nào đó, có rất là nhiều cái chuyển cảnh theo action, chuyển cảnh theo nhạc, chuyển cảnh theo lời thoại, rồi chuyển cảnh theo ý đồ của các bạn nó muốn. Rồi, trong khi làm thì các bạn nhớ vừa làm vừa sell nó, chứ không mà tự nhiên nó mất, nó ào cái là mất luôn á. Mất luôn thì sẽ vô trong cái phần auto sell, mình lâu lâu mình cài đặt cái auto sell đó. Rồi mình sẽ banh mấy cái khung này ra cho nó đều. 1, 2, 3. Đấy, hai khung này thì mình sẽ chọn hai đó, chứ hai khung này thôi, và mình chọn chọn vào đây scale to frame size nè, thì nó sẽ tự bằng đây không. Đây, còn cái phần sau này thì các bạn cứ nghe nhạc thôi, giống như phần đầu mình đã nghe nhạc, ví dụ như ở đây nè, một khung nè, đến đây này các bạn có thể kéo này, chuyển cảnh, chuyển cái kiểu giống như vậy nè. Bây giờ mình sẽ thả đưa lại sụt vô coi thử nha. Thì các bạn đến đây thì mình nghĩ các bạn tự làm được rồi đấy, nó nhiều đâm ra nó đau cổ họng và nó sẽ bị ho, và mùa này ho cái là đấy. Đấy, cái tên thì các bạn có thể chuyển cảnh ở đây hoặc là ở đây như là ở trong một cái sound background thì các bạn phải nghe được nhạc bắt buộc. Nếu các bạn muốn dừng được thì các bạn phải nghe được tiết cái giai điệu của nó. Ví dụ như các bạn muốn chuyển cảnh từ âm bass, âm chép hay là lyric hay là bất cứ cái thứ âm thanh gì nó ở có trong đó, thì các bạn phải nghe được và phân biệt được những cái âm thanh đó nó nhịp nhàng như thế nào, thì các bạn mới xác định được mình sẽ dựng hay như thế nào. Đó là đối với những clip funny. Còn khi mà các bạn không có quan trọng nhạc cho lắm thì cứ thảy sụt vô, chọn đoạn mình đồng ý, thảy sụt vô, kịch vô thế thôi, tiếp tục vào đây, hiện vào hôm này xong. Thì đây là cái bước cơ bản đầu tiên để dựng phim. Rồi mình sẽ thu nhỏ cái này lại. Sau khi mà các bạn thu nhỏ lại như thế này để cho nó chắc cú á, thì các bạn sẽ chọn hết cái vùng các bạn muốn xuất bằng phím O nè, thì nó sẽ xuất file đúng trong cái vùng này thôi. Đây là cái bước đầu tiên nhất, mình cố gắng làm ngắn gọn nhất cho các bạn hiểu. Còn nếu mà muốn làm hiểu ba cái chuyển cảnh, ba cái text, ba cái isometric graphic, ba cái màu, ba cái quần què, ba cái quần đùi, ba cái nồi, ba cái chảo gì đó, thì nhớ đón xem vào clip sau. Thế thôi, cảm ơn các bạn đã đón xem. À quên, import. Bây giờ mình sẽ import thử ha. Import nó sẽ có rất là nhiều cái kiểu import. Nó sẽ import ở đây. Mình có thể media ở đâu, mình có thể nhấp vào media, nó có phím tắt Ctrl M. Rồi mình sẽ thử nhấn Ctrl M. Nhưng mà các bạn nên nhớ khi bọt đó thì hai cái khung các bạn sẽ chọn vào cái khung program hoặc là cái khung timeline thì nó mới nhận tín hiệu được bọt của các bạn, còn để mấy khung này nó không nhận được, tại vì nó hiểu là ta đang muốn bị bọt cái khung này xuất file ở chỗ này. Rồi thì bây giờ mình sẽ dùng Ctrl M
nó sẽ cho mình mấy cái định dạng như thế này. Trong này rất nhiều định dạng để các bạn sử dụng, nhưng mà cái thường sử dụng nhất là H264. Còn cái Quick Time nãy buổi mới xuất có khách má một cái phim tới 90 mấy quy thì ra là quần. Ở đây mình cứ để mắt sợ phải red thôi. Mà các bạn muốn nó chất lượng hơn, nó nặng hơn thì cái target bitrate thì các bạn cứ đẩy cao lên, đẩy maximum luôn. Và nếu như mấy các bạn có media and cop thì các bạn nhấn ở bên này. Các bạn không cài media and cop thì các bạn nhấn ở đây. Và cái file của mình nó sẽ nằm ở đây. Nếu đây là cái phần output nó sẽ nằm ở đây. Thì nếu các bạn muốn chọn lại phần output, các bạn chỉ cần nhấp vào cái output name, chọn cái chỗ mình chọn ha, up mạch vô từ cell và nhấn export. Đây là mình đang nói với rất là ngắn gọn đối với những cái máy coi 7, còn những cái máy coi 5 thì làm sao để cho nó mượt mà. Thì các bạn chọn cái chế độ xem ở trên Raw Game nè, ví dụ như 1/8 nó sẽ giảm cái dung lượng đi, nó sẽ play mượt hơn. Quên, cái này chưa scale fan size nó. Đấy. Rồi cái mình nói thêm là cái khung này fix là zoom nó lên. Ở cái khung mặc định của nó sẽ fix zoom lên 100% để coi mấy cái detail, mấy cái tàu lưa tàu lao coi gì coi. Còn những cái ô đồng hồ này là cái toggle animation thì các bạn có thể hiểu được là mình sẽ di chuyển nó, định thời gian vị trí để di chuyển nó. Nói chung là sẽ xác định cái vị trí của nó và điểm A đến điểm B và tốc độ di chuyển của nó và thời gian di chuyển của nó. Và như nhấp vào cái khung này nó hiện lên cho bạn cái cục để nó mượt mà hơn, thì mình thấy người ta đấy thì xong. Các bạn muốn di chuyển qua này để các bạn chỉ cần kéo xuống bên này thôi thì mình sẽ hiện cho bạn cái cục ở đây. Thì nó gọi là keyframe. Ok, coi thử. Đấy. Đó. Thì cái toggle animation này nó cũng khá là lợi hại. Có những cái mình không cần phải qua After Effects mình làm, mình chỉ cần làm trong này thôi. Rồi khi mà đã xuất file rồi thì tận hưởng thôi. Cứ up lên YouTube của mình hoặc là cái Facebook của bạn thân bạn để bạn bè coi, chiêm ngưỡng, đánh giá, góp ý, thì từ đó bạn sẽ tốt hơn. Chứ thực sự học trường hay tự học mà làm xong rồi giống như mèo giống cứt đó, thì thua. À, thì các bạn nếu mà làm chơi thì có thể tự học, tại vì khi tự học thì mình sẽ có được cái khả năng nắm bắt kiến thức nhanh hơn, ghi nhớ sâu hơn. Mà nếu muốn làm thiệt ăn tiền thì mình định khuyên các bạn là nên học ở, hình như mình ở các trung tâm, ở các trường để nó hiểu sâu hơn về các tác vụ, về các phím, về các lệnh, về các thuộc tính, rồi về các định dạng. Còn làm chơi, làm chơi chơi thì tự học đi cho vui, mình cũng tự học thôi. Mà cái thời gian tự học của mình thì nó mất tới 4 năm mình mới có thể có quyền ra giá với khách hàng. Thì nó cũng ngang ngang với một khóa, ngang ngang với đại học thôi chứ cũng không có dễ đâu.
Nếu bạn muốn học tự học thì chịu khó học mấy cái thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, ratio, position, scale là gì, blend mode là gì, timing, remapping là cái gì đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và cái YouTube nó có chế độ tăng tốc hoặc giảm tốc hoặc là câu nó lại. À, nếu mà cảm thấy nó hay thì mình cứ chia sẻ về tường của mình để mình lưu giữ lại, chứ không nó lạc linh là lấy đi của bạn rất nhiều thời giờ. Ok. Rồi, nếu hay thì cho tôi một cái subscribe vô cái kênh. Còn cái kênh của tôi kiếm tiền không được đâu, subscribe chơi vui vậy thôi.